Kính chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay shop zipman.vn xin phép được giới thiệu với anh em một mẫu bật lửa Roro anh em ạ. Đây, mẫu bật lửa này có hình con kỳ lân anh em nhé. Đây mình sẽ soi chi tiết cho anh em xem. Đây, cái hộp nó là hộp giấy như thế này, hộp giấy cứng. Đây, mình sẽ đặt xuống mình lấy sản phẩm cho anh em xem. Đây ạ, chi tiết của cây sản phẩm này như thế này anh em nhé. Chất liệu của nó bằng đồng nguyên khối và bọc một lớp sơn tĩnh điện rất dày rất đẹp. Đây, cạnh bên đó đấy, cây này là của thương hiệu Roro anh em nhé. Roro là thương hiệu nổi tiếng và cao cấp của Hồng Kông. Đây, mặt sau như này, hai mặt như một. Đây anh em để ý này, đây mình bắt nét chi tiết cái bản lề cho anh em xem. Bản lề rất là kín, kín thậm chí còn kín hơn cả Zippo này, rất là kín. Đấy thì như thế này, em để ý nha, đây có chữ Brass này, Brass đây ạ, góc dưới đây, Brass, Brass tức là đồng anh em nhé. Đây, cái này bằng đồng nguyên khối luôn, tiếng nó thì sẽ như thế này. Dòng sơn tĩnh điện thì tiếng nó sẽ không kêu hay bằng những dòng dòng đồng không không bọc gì cả. Đây, bên trong vỏ là như thế này, bằng đồng luôn. Ruột của cây Zoro này màu trắng anh em nhé, màu trắng. Đây, bánh xe thì rất là sắc bén, cổ đá cũng bằng đồng. Đây, sợi tim cũng quấn dây đồng. Bật lửa thì như thế này, dùng xăng Zippo anh em nhé, dùng xăng Zippo rất là nhạy. Mình sẽ rút ruột ra cho anh em xem. Đây, ruột nó bằng thép không dỉ anh em ạ. Cây này shop bảo hành 5 năm anh em nhé, anh em dùng có vấn đề gì alo cho shop. Đây, cái này cũng bằng đồng luôn này, thay đá thay đây. Đây là châm xăng, vỏ trong mình như thế này, rất là dày. Để mình sẽ bóp cho anh em xem. Mình sẽ dùng hai ngón tay, bốn ngón tay bóp qua, rất là chắc chắn, rất là chắc chắn, không thể không không thể cong được, rất là chắc chắn. Đấy, shop bảo hành 5 năm, ship COD toàn quốc, hàng đến nơi anh em kiểm tra hàng, đúng hàng như thế, đúng chất lượng rồi anh em mới nhận. Đấy, giá cây này thì shop chỉ bán với giá 350.000 thôi, 350.000 ship COD toàn quốc. Đấy, hàng đến nơi anh em kiểm tra hàng thoải mái, đúng xong hàng xong mới nhận. Anh em nào muốn mua thì alo theo số điện thoại của shop nhé, 0977 495 865, hoặc truy cập vào website zipman.vn ạ. Đấy, rất là đẹp. Đây, cái cây này là cây mới nhá. Còn cái cây đây, cây này là của shop để làm test cho anh em xem. Cây này shop bán lâu lắm rồi. Đây, cây này thì đây mình sẽ bắt nét cho anh em xem. Đấy, mình cạo ra nó bằng đồng này. Đây, bằng đồng anh em theo. Cái này mình lấy dao lam cạo ra thì nó bằng đồng như thế này. Đây, ok, rất là bền. Đấy, anh em nào mua thì alo cho shop thôi. Giá 350.000, bảo hành 5 năm. Vâng, chào anh em ạ.